Trung Cộng mà chia năm xẻ bảy mà thời đó nói ai tin. Cả những người bên Trung Quốc á, họ có những cái nhà tâm linh á, họ lên đây một phái đoàn kìa đó, mấy chục người phỏng vấn kìa đó, đem máy phim phỏng vấn luôn. Mà bên Trung Quốc á, là lúc đó Việt Nam nói nhiều lắm kìa, không có kể hết, mà gom tắt hai cái quan trọng. Họ nói sau này Trung Quốc có lấy được Đài Loan không, cái kiệt cười với mấy phái đoàn đó, kiệt mới nói ngược lại, sau này Đài Loan có đánh Trung Quốc hay không á, mày đừng nói mày lấy Đài Loan. Cái ai cái nguyên mấy chục người đó cũng bật ra cười, mày nói giỡn, thằng Đài Loan nó chút xíu tao lấy nó lúc nào không được. Tao nói không phải, ở trên nói tao không vậy, tao chỉ nói mày nghe thôi, mày tin tình thôi. Mà có quay phim á, mà bây giờ quý vị thấy không, những gì Kiệt nói 5-10 năm trước là trúng, bữa nay nó bắn rớt chiếc máy bay của Trung Quốc, đúng không? Cho nên thật trời không có nói láo mình. À mà ai ai gan thời đó mà đi nói chuyện kiểu kỳ cục gì. Bây giờ thằng Phố Vô Sang lăn lên đây phỏng vấn chuyện kỳ đó cũng có nói nó mà. Mà thời đó có ai tưởng tượng ra như vậy không? Cho nên những gì á, tiên tri là Phật trời nói là trúng. Còn nói cái chuyện Kim Nhân Uẩn sau này sẽ bị được hai cái nước đó là thống nhất với Cuba. Hiện nay là Cuba là coi như là xong rồi, là cho wifi, cho vô là tự do rồi. Thì Bắc Hàn nó cũng vậy. Mà thời đó Bắc Hàn nó sắp sửa gây cấn chiến tranh nguyên tử gì tùm lum á, căng lắm á. Là những cái đó là chỉ có bề trên mới biết được, rồi mình mới nói ra. Thì hôm nay cái gì nó cũng trúng hết á. Và cả chuyện Đài Loan nó bắn là cũng trúng. Tiền Việt Nam thành tiền giấy, mấy vị nói. Bây giờ quý vị thấy tiền Việt Nam giống tiền giấy không? Trời ơi, vàng nó cửa người ta là phải bằng giá nhau, vàng bển gấp đôi mà in ra không có bảo chứng thì mấy vị nói là tiền giấy mà. Khổ có một cái á, là khi mình cứ nghĩ mình bận rộn, mình cứ lo công việc làm hay là lo cơ sở, mình không có chịu ngồi tịnh tâm hay là ngồi ở ngoài sau vườn rồi nghe chim hót để mình nghiên cứu lại những cái chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Cái đó cũng là một cái lối tu á. Chứ tối ngày cứ lăn xăng rồi về nhà cái ăn uống rồi cái tắm rửa cái mệt cái bấm tivi cái lên ngủ, cứ như thế hoài á, mình không có tiến bộ được đâu. Mình phải cần ít nhất 1 ngày 1 tiếng 2 tiếng mình ra làm sao bắt do mình ngồi một mình nha, đừng có tiếng động, đừng có con cháu làm phiền, đừng có con chó đồ nó nằm kế bên nó ngủ thì ok, chứ nó mà cứ giỡn giỡn chơi rồi nó làm cho mình động tâm á, nghĩa là mình tịnh tâm một cách bình thường á, để mình nghiên cứu lại coi cái thế giới này như thế nào, cái con người như mình được cấu trúc bởi cái gì và tại sao vận mệnh của mỗi người mỗi khác. Tất cả những người ăn trên ngồi rồi nước Việt Nam hàng bao nhiêu năm nay hối lộ khủng khiếp, săn trước săn sau khủng khiếp, tiền á như là nước, đem tiền qua Mỹ mua nhà 6-7 triệu trả tiền mặt, mình đây mình làm muốn chết luôn á, mình mua nhà 1 triệu á, lấy 200.000 đao á, cũng không có nữa. Nhưng mà những người đó chưa chắc là sướng, không có sướng, tại lúc còn chức vụ á, là cũng sợ á, là bên đây bên kia đưa mình lên giàn quả rồi đốt củi rồi rồi ấy, bắt đầu á, vừa mất chức là càng sợ nữa, chuyển tiền qua Mỹ vừa mất chức á, là bị đốt củi là sợ. Cho nên những bây giờ là cả Phạm Nhật Diệu bây giờ không biết mất tích đâu 2 tháng nay á. À, còn bây giờ mà đặt nó đem thác la qua đây bán, trời ai mua không, mình cũng phải ủng hộ là người mình mua xe mình đi đúng không, nhưng mà nói không à. Rồi giờ còn làm là thành lập ra thung lũng Silicon Valley, tức là thung lũng điện tử ở Việt Nam, nói thôi mà bây giờ cũng đưa lên củi đốt, lựa những giàu nhất bây giờ đốt hết, có như ông bầu tao đem ra tao xào hết, cả 100 triệu ông thợ lấy gì sống, một ông bầu có thể nuôi cả 1 triệu của ông thợ. Ở Mỹ này nó giàu là gì, tất cả những tài sản đất đai nó nhờ cái irregular trust, tiền nó giữ lại cái đất này, những người giàu nuôi người dân Mỹ, nó phải theo cái hệ thống này thì người nước mới giàu. Còn Việt Nam làm nhiêu tiền là đi qua bên Mỹ hết, thì làm sao quốc gia giàu được, vốn ở đâu, người nào nghèo là nghèo suốt đời, làm gì có 100.000 tiền vốn để làm, mà giờ bản vừa được có vài 3 triệu và chuyển về Mỹ hết,
thì mình đang nói tới chuyển qua Mỹ, nhưng mà chưa chắc sướng, chuyển lậu không à. Mỹ nó chưa làm thịt thôi, ở đây một đồng tiền mình á, mình làm ăn đàng hoàng, có CPA, có luật sư, một đồng nó nhúc nhích ở đâu đó là rõ ràng đó, 10 năm sau nó in ra cũng có cái receipt đúng không? À, mua đất này gì gì đâu, đồng tiền nó có CP nó lo. Ở bển là cứ nghĩ là chuyển qua mua mua. Đến một ngày á mà mấy thằng iOS nó vũ sổ một cái giặt máu hết luôn á. Mấy vị mới nói á, là sau này á tất cả, cái này là tiên tri nha, mà không biết nó có xảy ra hay không. Tất cả những ai mà lấy tiền của trên trên mảnh đất của nước mẹ Việt Nam ốm yếu gầy mòn á là cũng tự động trả lại hết bằng cách này cách kia đó, ở trên có nói cái đó. Gần đây mình nói mấy cái này hơi đụng chạm á, cái nghĩa là người ta cũng là cái phe thương kiệt. Nên đến lúc mình nói đến lúc mà hơi nhạy cảm thì họ không thích nghe. Nãy giờ không có bác nào hỏi con nói con cũng khô cổ. Bác anh có gì hỏi em không anh? Chào chú, tôi lần đầu tới đây. Nhưng mà cái thời sự hiện nay đừng nóng nóng bỏng nè, Dạ. vấn đề ông Trump. Trâm hả? Dạ, ông Trump ra đang là coi như bị sắp bị đưa ra tòa rồi này kia nó dữ lắm. Vừa rồi ông Biden ông đứng ông cáo đảng Cộng Hòa, rồi có hai người thủy quân lục chiến đứng hai bên cái phong màu đỏ kia nữa. Thì như vậy kỳ này ông Trump có thoát được. Tôi lo là không biết ông Trung thắt được, chứ ông Trung thắt được thì tôi hy vọng rằng nước Mỹ này sẽ được tổng thống. Cái tự nhiên ông AB thủ tướng của Nhật cũng bị ám sát, những người chánh nghĩa đến giờ chót á, cái người mà cái thế gian này không phải là của Phật nhé, thế gian này của quỷ. Cái đồng tiền đô la của Mỹ nó in là do đám thiên ma mười mấy gia đình Rothschild nó thờ Satan á, là nó làm chủ trái đất này. Ông Trump với con là nhảy xuống máy bay là thiện nguyện xuống đây để giúp thế gian, nhưng mà ở cái màn chót á, thì mình cũng gây cấn, nó càng gây cấn á, thì cái cuộc phim á, lưu truyền mấy nghìn năm sau nó mới hay đúng không? Cũng giống như cái núi nó cũng đang bị quá trời luôn. Cái tiền mua mảnh đất này á, bây giờ nó còn rẻ hơn cái tiền mà lo giấy tờ luật sư gần mấy năm nay mà bị cái đám thổ tả dưới nó quậy mình á, tốn mấy triệu bạc tiền giấy tờ á, người thường chịu không có nổi cái đất mình đâu. Thì ông Trump á sẽ qua, ta không bao giờ thắng chánh. Trung Cộng nhất định sẽ đánh trước khi tháng 11 này, tức là 2 tháng nữa. Là tại sao? Là tự vì nó thấy Nga mà đánh Ukraine, mà ông Biden yếu hèn, tại vì cái lãnh đạo thế giới nó quan trọng lắm. Cái đầu suy nghĩ của lãnh đạo mà mạnh á thì thằng kia không dám mà hiếp. Nó có cái lý do tại sao ông Trump phải bước xuống ở trên kia, ông Trump xuống rồi mới quay lại. Nếu mà ông Trump vẫn tiếp tục mà ngồi đó thì mấy thằng này đâu có sập bẫy, phải không? Trung Cộng đâu có bị sập bẫy, rồi Nga cũng đâu có sập bẫy, sức mấy thằng Nga dám đánh Ukraine thì cái màn mình nó sẽ kéo ra dài lắm. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa, cách đây 7 8 năm về trước có một lần em nói chuyện với mỗi lục địa mình có một cái mẹ nha, mẹ trời là Phật mẫu, là mẹ lớn nhất tạo ra nhân loại mình đúng không? Mà mỗi cái lục địa như châu Mỹ thì có mẹ Mỹ, châu Á có mẹ mẫu châu Á, mình nói mẹ đi chứ mẫu mẫu thì nghe nó hơi dị đoan quá. Tới Úc thì có mẹ Úc, tới Âu Châu có mẹ Âu Châu, rồi có thêm một mẹ Thái Bình Dương nữa. Thì cái mẹ Mỹ này á là nữ thần tự do đó, về nói chuyện nói là sau này á nước Mỹ nó sẽ trả cái nghiệp, tại nó cũng làm ác nhiều lắm, chế bom đạn mà không có nghiệp, thì cái nghiệp đó sẽ chia nước Mỹ ra làm đôi. Nhưng hiện giờ tất cả ở bề trên đang ngồi hội họp,
mỗi lần mà ở xứ thế gian mình có cái đại nạn gì hay chuyện gì thì trên cũng phải hội họp, cũng giống như Liên Hợp Quốc vậy đó. Thì mình đây có Liên Hợp Quốc thì trển vậy á, mình ở trển là cái giấy màu, mình là giấy copy phải không? Cái hành chánh ở trên kia nó y như với mình á. Ở trển cũng có ca sĩ, cũng có nhà băng. Ai giàu ở đây á, ai có 1 triệu dưới này là trên nhà băng trển nó có con số. Mà ở trển mà có 1 triệu mà xuống đây 2 triệu là người đó sẽ bị bệnh, bị nạn đó. Thì mình nói đại khái tóm tắt là mẹ Mỹ nói sau này nước Mỹ sẽ trả nghiệp. Tại vì cũng có làm nhiều tội, nhưng mà nó không có tội nặng bằng những cái tội của những cái nước khác làm. Thì Biden là đang xả nghiệp cho nước Mỹ. Thì cho nên muốn không có bị chia làm đôi giữa da màu của nhau, da trắng hay da màu, thì ông Trump phải chịu lép vế, phải chịu bầm dập. Ông chịu bầm dập chừng nào thì sau này ông về trời ông được thưởng nhiều chừng đó. Thì lúc đó ông Trump mới bị tụi nó ăn gian phiếu. Ăn gian phiếu là chuyện rõ ràng luôn. Mà cái đêm mà ở ba cái tiểu bang mà thấy ông thắng á, mà cuối cùng thua đó, là cái đêm đó đó là thiên binh thiên tướng giữa tà thần với thiện thần cũng đấu nhau, nó cũng chấn ngay cái phòng phiếu đó. Tụi bên vô vi mà đang nói là cảnh vô vi á, cũng đấu nhau nữa. Cho tới ngày hôm nay, lúc đó đó buồn quá, cái đi lên trên này, lúc đó ngồi thiền xuống, mình mới hỏi. Tại mình mới hỏi ông vua của nước Mỹ là ngài George Washington đó, là vua của nước Mỹ. Cái ngài mới vậy, thôi con lấy gì chứ con mời mấy khách đi. Dạ có mời, cái này cô sẽ để đó, để là mấy người lớn trước. Dạ, có, chứ không có mời. Cô đâu có ăn được. Cái mới buồn, tại mình thời là giảm tuổi thọ 10 năm để cho ông Trump tiếp tục làm tổng thống. Tại vì xuống đây nó cần phải có chức quyền mình mới làm việc được. Còn nếu không chỉ ngồi niệm Phật thôi, đâu có độ được ai, đâu có giúp được ai. Cái mình mới hy sinh 10 năm ngay đó, mình lập đàn, mình sinh cha đại khái. Cái ông trò của anh ta nó hiện về, ông nói chuyện đây kiện, nói chuyện với ông rất là nhiều lần. Trên thế giới có 3 ông vua hợp nhau hoài. Nước Mỹ là ông trò Washington, nước Việt là ông Trần Đạo, nước Tàu là ông Quan Công. Có nhiều người Việt mình ghét Quan Công là ghét sai. Ở bên cõi vô vi á, ổng cũng đang trị 4 triệu đảng viên của Tàu, nó là thiên ma. Cũng giống như nước Việt mình, ông Trần Đạo cũng đang trị cái đám thiên ma vậy đó. Chứ mình đừng có coi theo cái mặt đời sắc dân nha. Nó có chánh có tà đó. Về bằng tâm linh mà ngoài đời cũng vậy. Thì ông chọt qua trên tên, ổng mới nói ngài có thấy ngày xưa khi mà tôi thành lập nước Mỹ này, tôi làm ra tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, đó chánh pháp, cái gì pháp đó, ba cái pháp, tư pháp, hành pháp, lập pháp, tư pháp. Mà bây giờ họ đâu có làm đúng. Nhưng mà sau này á, để cho vận là phải đi như vậy mới gọi là màu nhiệm, đi để đá có giò lái lại. Cho nên ngay lúc đó, thời đó thì có mấy cái clip Kiệt nó bảo đảm trăm quay lại, mấy vị nói. Tại vì khi mà nói chuyện xong mấy chị vị bề trên á, thì mấy vị bề trên nói ngài đừng lo, chưa xong mà, phim chưa hết mà, phim chưa có hết. Thì hôm nay phim cũng vẫn chưa hết, nhưng mà gần đây nhất, cách đây chừng 2-3 tháng, ở trên nó xuống nói là bây giờ mình thấy bên nước Tàu nó đang hạn hán đúng không? Và đồng thời á, cái này nói sâu quá mấy gì kêu đừng nói nhiều, mấy vụ này đụng chạm là chân chỉ ra đời, ra mặt truyền thông á, để mà độ cho những người hiểu về tâm linh thôi. Cái mình ngồi đây mình phân tích chính trị á, cái gì cũng có thích. Clip này mình đâu đưa lên mạng đâu chút. Mình ra ở đây cái... Nhưng mà khi mình nói đây khoảng chừng như 5-70 người đúng không? Nhưng mà thật sự không phải. Khi con nói chuyện á, chư thiên chư thần xung quanh nó sau lưng này đông lắm nè. Khi con nói cái gì á là có biết bao nhiêu người gọi là vong linh á, nó ở dưới núi nó cũng nghe nữa đó. Khi con ngồi con nói chuyện là không phải là người thế gian mình không đâu. Người bên cõi kia đông lắm.
chỉ có một cái về trên cho mình biết là có chuyện lạ, mọi thứ đều lạ hết. Nói cái chuyện Trump mà quay ngược trở lại là chuyện màu nhiệm, chưa có ông tổng thống mà te tưa tê tả qua lá cành như ông nội này bị hạch tội hoài như đó, rồi bị bơi, bị móc, bị xới, coi như không có đường nào mà làm tổng thống mấy năm, mất mấy tỷ bạc, lãnh lương có 1 đồng bạc. Trên thế gian này có ai vậy không? Nhiều quá thôi mình cũng thấy lạ rồi. Nhưng mà trên trời á, ổng ở tầng trời thứ 9, ổng là một cái tiểu tướng thôi nha. Mỗi một cái tầng trời nó như một cái thế giới mình vậy đó. Ổng là một cái tiểu tướng nhỏ thôi, là lính của một ông tướng đang hộ con nữa. À, tức là lính nhỏ xíu à. Mỗi lần họp với boss của ổng, ôi thằng đó, tại cái miệng nó cũng dữ lắm, cho nó bị khổ một chút. Cái miệng ổng cũng dữ, ổng ghét phụ nữ gì đó, cho nên nó có sự kỳ thị á. Nhưng mà ở trên trời ổng có chức ông nhỏ lắm, mà xuống nhảy dù thì ổng làm tỷ phú, còn mình làm bỏ báo, hôm qua đây nghèo không có cha mẹ bỏ báo, cho nên mỗi người mỗi cảnh thôi, xuống đây là mình đóng vai khác. Nhưng trên trời nó ổng nhỏ, ổng quá lớn. Ổng trở lại, những cái nạn của ổng sẽ qua hết, đừng lo. Ổng không lại làm sao Phật Di Lặc xuất hiện được, làm sao cái thế giới thái bình được. Bao nhiêu sấm cơ từ thời Notre Dame cho tới Venga cho tới thời nay Đức Quỳnh Phú Sổ chặn trình, tất cả mọi thứ nó phải trúng chứ. Thì con xuất hiện là cũng một phần chứng minh những cái cuốn sách đó là thiệt. Số phải sổ, thì hôm nay số sổ rồi đó. Tổng cộng là 6 con hả, 7 con Super Bowl, Power Bowl là mấy con? 6 con phải không? 5 con sổ rồi, còn con cuối cùng nữa. Cũng giống như về chân mệnh của Kiệt là đánh bài poker 5 con bài. Cái con bài đầu tiên lật ngửa lên này nè, đang nói chuyện nè. Còn 4 con còn lại là Minh Dương, vua nước Việt hay là gì sắm cơ là phải chờ xem. Chị không có xưng trên mạng, chỉ có cái đám mà gọi là Việt Nam á, là ban tiên giáo, họ hiểu gì sắm cơ, họ nghiên cứu. Rồi họ lập ra một đống mấy thiên tử giả, họ lập đóng mấy ông Phật Di Lặc giả trên mạng, thiếu gì. Cái ông Trần Quang Đại với Nam Cơ Ly, ổng thương ổng là Minh Dương gì đại khái nhiều lắm, mà không phải mình. Mấy vị mới nói phải có 36 người giả, 36 Phật Di Lặc giả, thì lúc đó Phật Di Lặc thiệt sẽ xuất hiện. Phải có trên 12 thiên tử giả thì thiên tử thiệt xuất hiện. Cho nên ở trên mạng á, những người mà không nghiên cứu về tâm linh, nó có đã hơn 12 thiên tử giả rồi, nhưng mà họ không có biết gì, họ chỉ lên mạng họ nói, họ kéo cũng là mấy triệu người theo họ, mà người Việt Nam không, ngoài Bắc không à. Tức là họ muốn giống như ok rồi, lỡ như sấm cơ mà có thiệt, cái chế độ này sẽ thay đổi, thì tôi cũng có một cái giả tôi đưa lên. Họ cứ giỡn mặt với ông trời không à. Cũng giống như mấy vị mới nói cờ tàn còn lại tính đường đẩy xe đó, có cái bài sấm á, cái là cờ tàn rồi mà còn tính đường đẩy xe là đại khái là ban tiên giáo của Việt Nam. Cho nên nhiều thiên tử giả ở Việt Nam lắm, rồi Phật Di Lặc giả, cái ông gì bên kia đá bụng bự á, thì nhìn giống này nè, nghĩa là mình ăn cho đã vô bụng bự thôi, có ở đâu mà Phật Di Lặc đâu phải là bụng bự đâu. Nghĩa là họ làm nhiều cái giả ngộ lắm. Rồi đi về Việt Nam cái ra một đống mấy trăm Phật tử ra phải trường lại ổng, có nữa. Trời, em thấy mấy cái video mà có cái tên mà bằng cư sĩ nó bôi bác quá trời, cái kênh đó là nói nặng nhất á, thấy không? Những cái gì á, bởi vì tâm của mỗi đứa con thiên phải có cái tâm vững, có chánh kiến. Nó giả thì cái gì của nó nói ngược lại không, cái gì nói ngược lại để mục đích cho mỗi người cứ lửng lửng là nó thắng. Ở đây ta có nguyên cái núi nè, mấy bác con nói sai mấy bác nhào vô quýnh cho mặt con đi. Con có cái hãng có mấy trăm thằng con đi họp với tổng Mỹ đó, cái gì mình nói là phải có thiệt. Còn lên trên đó chỉ một cái kênh, rồi cái 2-3 ngày sau không xài cái đi đổi kênh khác, đổi tên khác, cái chuyện là chuyện dễ. Và đồng thời là sao,
ở bên kia sợ nhất là những người có uy tín và thu hút cái khối người Việt, và để mà sợ mấy ổng giống như là mình giống như phản động vậy đó. Tôi đâu phản động, tôi nói thật chứ tôi đâu phản động, tôi phản biện thôi. Và cái ban tiên giáo họ có khoảng 20.000 đứa nhỏ, 20.000 dư luận viên, mỗi đứa lãnh lương khoảng 3 triệu, cứ lên đó mà chửi, lên đó mà nói thoải mái, giờ lãnh lương 3 triệu tụi nó đâu có biết gì, nhỏ không mà mỗi ngày phải lại phải khấn cho tụi nó muốn chết luôn á, cho nó đừng bị khẩu nghiệp á. Nó đâu có biết ở Việt Nam làm gì biết trời Phật mấy đứa đó. Là 20.000 dư luận viên á. Rồi bây giờ mình nói cái thời nay, ngày xưa á, lúc mà Phật Cha ngồi gốc cây thành Phật thì ma quỷ nó xuống nó hầm. Ở vào thời của mình 2500 năm sau, con cháu của ta mặc áo vàng cạo tóc để mà quậy nát cái đạo của nhà ngươi. Chẳng lẽ bây giờ á ban tiên giáo không lập ra cái kênh bằng cư mà núp né né để chửi em? Chẳng lẽ mà ông mặc áo vàng lên mà ông chửi còn thể diện gì? Tại con nói chúng mà ông làm sao mà mất luôn cái hệ thống. Và nhưng mà bây giờ á, nhìn thấy đi, ông Thích Trúc Thái Minh với ông thầy Nhật Từ á cắn nhau thấy đây. Mà mấy đó là chỉ là biểu tượng cho hai ông thôi, ở dưới nó có mấy nghìn ông như vậy nữa đó, ghê không? Cho nên là mình mà không bị chửi thì là giả rồi, bị chửi mới là thiệt. Và đồng thời á, để coi cái sàng lọc này nè, đứa nào mình chỉ nói là Bi Chí Dũng tự đốt đuốc đi, phải có cái sự nhận xét. Đâu ngại mấy đó đâu, cũng cần nó chửi á. Nó sợ nó mới chửi, nó không sợ nó mới chửi. Tối ngày kia nói tiền Việt Nam thành tiền giấy hoài, không có ghét nó uổng. Có mấy tháng trước, lúc mà Trung Cộng chưa đưa xe tăng với Hòa Tiễn đi vô miền Tây của Miên á, mình cứ nói Trung Cộng sẽ đánh Việt Nam á, nó chửi. Trung Cộng Việt Nam là anh em làm gì đánh, mày nó xạo không kịp, chửi mình vậy đó. Thật sự mà ở ngoài rồi, mặt đời đâu có nhìn là giống đánh nhau đâu. Nhưng mà mấy vị nó sẽ đánh Việt Nam chứ không phải là nó muốn lấy thằng Đài Loan lấy giá ợt. Nó viện cớ Đài Loan để đánh Việt Nam là chủ yếu á. Còn bất cứ lúc nào sau này 5 năm sau nó đánh Đài Loan giống như con mồi của nó trong nhà, giống như con chăn vậy đó, thì con gà nằm trong cái chuồng chăn rồi, còn cái này con gà nằm ngoài chuồng chăn thì nó đánh gà ngoài chuồng chăn trước. 5 năm sau nó cũng đánh Đài Loan được, 10 năm sau đánh Đài Loan được, cái này là viện cớ sẵn làm thịt lượt luôn nha. Con nói là sấm cơ chứ con không có nói theo cái tình hình của mặt đời quá. Ở trên anh chỉ cho lộ cơ xuất hiện nổi đây là mục đích quan trọng nhất. Đó là thức tỉnh toàn tất cả mọi người để mà biết là mình sống we are not alone. Mình không phải một mình. Mình có chư Phật, chư Thánh, chư Thần ở trên đầu mình hiện hữu rất là rõ ràng. Và đồng thời UFO cũng rất là rõ ràng. Có ai thời xưa dám nói UFO sống chung với trái đất mình, có mình lên nổi. Tại mấy vị nói UFO thì mình mới biết là có UFO sống với mình, mà nó không phải sống mới trong đây đâu. Rất là lâu rồi. Sau này UFO á, nó sẽ dạy cho những người trái đất của mình những cái hay hơn. Mình á, cũng giống như một đàn gà nho nhỏ thôi. Mình cứ lăn xăng dành nhau có mấy hộp thóc vậy đó. Ở trên ta nhìn xuống mình là giống vậy.
nhân cái vụ Đài Loan mà nó bắn cái máy bay không người lái của Trung Quốc có dẫn tới chiến tranh luôn không chú? Luật chiến tranh là cái gì? Luật chiến tranh là giống như luật Mỹ thôi, giống như anh á, mà anh đục vợ anh rớt cọng tóc rồi đừng nói chi lắc ai phải không? Anh là bị cảnh sát bắt liền đúng không? Là bồi thường đúng không? Thì thằng nào đánh thằng đó sẽ thường chiến tranh, giống như giờ Nga là bị frozen hết tài sản để thường cho thằng Ukraine. Cho nên Mỹ á, mấy vị nói à, lời trên nói thằng Mỹ nó biết thằng Trung Quốc đánh không bao giờ lại, đánh lại là đã đánh rồi, hù với dọ gặp giấy không à, mà cái chiêu hù cái chiêu dọ giờ xưa rồi. Bữa nội bữa mà vụ bà Losi á, bà mặt ốm á, qua bển nó hù đủ thứ hết, cuối cùng làm gì đâu, hù thôi. Là tự gì nó biết đánh không có lại, cho nên nó không bao giờ dám đánh, mà nó lại rất là muốn đánh. Mà ở một cái thế nó phải đánh là vì ông Biden trước khi bầu cử mà của cái thượng viện mà đảng Cộng Hòa nắm lại, nó phải đánh trước khi đó. Tại vì cái thế cờ ấy, nó chỉ tích tắc trong khoảng thời gian ngắn, mà lúc mà cái đảng Dân Chủ còn yếu như vậy nè, thì Trung Cộng là phải đánh để cho lúc đó cho Mỹ nó không có make decision là vô hay không vô. Còn gặp ông Trump sức mấy nó mất hết cơ hội. Bữa giờ 4-5 năm nay nó bay dù không tốn xăng hả, nó chế biết nhiều tiền bạc đổ vô. Cho nên ở mấy vị nói là mình phải coi vào 2 tháng nữa mùa thu, thường là mùa thu rồi tới là qua tới mùa xuân là di lạc. Bài hồng tàn giữa mùa xuân đó là hồng là Việt Nam với hồng quân của Mao Trạch Đông là màu hồng không à. Thì nó có cái bài của mấy vị cho là hồi xưa là bài hồng tàn giữa mùa xuân á, tức là cái hoa hồng đầu tiên là nó héo rồi nó khô rồi nó rụng, thì nó sẽ rụng vào cái mùa xuân, thì mới có cái bài hồng tàn giữa mùa xuân. Hôm trước có đọc trên mạng thì nó héo từ từ. Cô nghe ông dịch lý Nguyễn Văn Lành á, ông có nói ông nói rằng năm 2023 thì ông Biden sẽ xuống và ông Trump sẽ lên. Rồi sau đó thì chú thấy sao? Mỗi người làm mỗi chuyện, nhưng mà cái quan trọng nhất tất cả các trên đó, con nói thật á, họ chỉ nghe con rồi cái họ móp hẹo rồi, họ không có gan mà nói chuyện như kiểu em mà nói trước 5-10 năm rồi trước đâu, nói kiểu đó ai nói không được. Mà không biết có mỗi người có cái điểm và có cái connection, mà connection ở đâu kìa, mình nên nhớ nha. Ở bên cõi vô vi á, còn hơn là cõi mình nữa, giữa tà thần với nhau á, họ cũng nói láo dữ lắm, mà nói láo nhất đúng không, cũng là điển đúng không. Rồi một người ở Việt Nam nhìn trên mấy cái clip á, trời ơi nhập đồng nhập này nhập kia, đâu phải ma nói là chúng đâu. Và những cái nhà bùa ngải tiên tri á, họ chỉ nói những cái gì mà đi ngược lại không, họ không bao giờ dám nói những cái chuyện mà của Ngô Tuấn Kiệt nói, họ không có nói trước được, họ chỉ nói về sau thôi. Cả những cái nhà thần thông hay tâm linh siêu đẳng chỉ nói cái gì nó đã từng xảy ra là sao. Thí dụ như họ không biết anh là ai, cái bữa nay anh đi gặp họ thì cái con ma đó nó biết hết những cái chuyện xảy ra, thì nó nói vô cái lỗ tai của cái người mà anh, thí dụ anh đi coi bói đi, thì nó nói cái tự nhiên anh nói cái bà bói này nói trúng quá, nhưng mà nói chuyện cũ không à. Còn cái chuyện mà mai đen bị gì hay là cái gì xảy ra đó là họ chỉ đón thôi, chúng chật chật. Cho nên tất cả những bùa ngải, thầy pháp, thầy tiên tri, thầy gì chỉ là nói chuyện quá khứ đa số, là vì họ có nuôi thiên linh trái, nó chỉ biết những cái chuyện đã từng xảy ra, còn chuyện tương lai á, chỉ có trên trời biết thôi, tức là Thượng Đế biết thôi. Chứ ở dưới này làm sao biết được, như chuyện của ông Trump làm gì có ai biết ổng. Còn đây là chuyện tin của bà trên, thì ở đây mới biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Chứ nếu không làm sao. Hello Mỹ, khỏe không Mỹ? Ở trời, bạn hiền của tôi.
Bữa nay sao gió thổi nào ở đâu? Bác khỏe không bác? À, trời không biết ta nãy giờ không thấy. Hello. Bác coi trên YouTube bác thấy. Bữa nay phải lên chụp kia cho về buổi đầu. Con á hả? Con. Ở xe về nó có ai vậy nè? Ta đem đồ đó để cho hả? Anh có gì hỏi không anh? Thấy anh trí thức quá trời. Hả? Thường trong đó có mấy người trí thức là năm thứ mà ít hiểu em. Mà anh mà ngồi đây chắc anh cũng là siêu trí thức. Anh đâu cần biết em là ai, anh chỉ cần coi những gì em nói có ích lợi cho gia đình, cho xã hội không thôi, rồi có trúng hay không. Chứ em không đâu có lấy ai đồng nào, giống như kênh YouTube của em đóng 15 đồng là không có quảng cáo, mà tự nhiên bây giờ có cả triệu người vô mỗi tháng hơn nữa, cái đầu tự nhiên quảng cáo nó thảy vô mà nó không có hỏi ý mình. Để làm bữa giờ nản, lấy hết mấy clip xuống cho mày khỏi quảng cáo luôn. Nghĩa là thằng YouTube nó nói ok, mày chơi trên sàn của tao, về trong nhà tao, tao muốn làm tao làm vậy, kiểu nó vậy đó. Chứ còn mình mà không có nổi tiếng á, nó không có quảng cáo. Mà thật sự là không có muốn quảng cáo trên này. Mình đâu cần tiền của YouTube đâu. Mà cái kênh của Trần Ngọc Phong á, nó là 1 triệu đồng cả năm á. Tại bữa lên đây ngồi nói mình mới biết, quảng hồn luôn. Ở YouTube nhiều tiền lắm á. Cái nó nói cái kênh của Kiệt mà mở lên là 300-400 nghìn năm á. Nó là 300-400 nghìn thôi, tao đã hứa với cộng đồng là không có cho quảng cáo. Bữa quảng cáo á, mình quê á, cho nên tới chết cũng không quảng cáo luôn. Cái nào quảng cáo lấy xuống. Bữa lấy xuống hết trơn luôn rồi. Yeah.